phóng như vậy. Rồi ở chui dưới sàn luôn rồi. Biết mới. Đi đâu dưới vậy? Nguyên bài nằm dưới gà. Bồng bí rồi luôn rồi. Dưới đó mát hay sao? Hiểu rồi. Lông nó đẹp ha. Lông nó. Đây nè, rốt. 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 Xuống nè. Nhồi. Chạy nãy giờ mới ra chạy. Chạy cái bẫy nó tử tử. Cái canh canh đó, canh canh đợt này nó lên giống xong là chắc phải làm cái chuồng sắt hoặc là làm sao cho nó chuồng này nó ấy không ta, nó chịu. Chuồng này chặt quá. Chặt quá. Chặt. Bye.